Chúng ta học bài số 1000 luyện tập trang 97. Ta có các thẻ 1000. Ở đây có 8 thẻ 1000, vậy nó sẽ là 8000. Ở cái đây chúng ta sẽ có 9 thẻ 1000, vậy nó sẽ là 9000. Đấy. Và đây ta sẽ có 10 cái thẻ 1000, vậy nó sẽ là 10000. Và ta đọc là 10000. Số này ta sẽ đọc là 10000. Mà ta chú ý số 10000 là số có 5 chữ số. Trong đó có 1 chữ số 1 và 4 chữ số 0. Ta đọc là 10000. 10000 hay người ta còn gọi là 1 vạn. Đấy, chúng ta thường nói là 1 vạn gạch đúng không? Thì 1 vạn gạch đấy chính là 10000 viên gạch. 10000 có cách đọc khác đó là 1 vạn. Chúng ta sẽ có bài số 1. Viết các số tròn nghìn từ 1000 đến 10000. Viết các số tròn nghìn từ 1000 đến 10000, như vậy ta sẽ viết từ 10000 đến 1000. Để từ 1000 đến 10000. Lớn nhất là 1000, tiếp theo đến 2000. 3000. 4000. 5000. 6000. 7000. 8000. 9000. 10000. Vậy ta thấy số tròn nghìn là số có 3 chữ số 0 cuối, đúng không? Đây là các số tròn nghìn. Bài số 2. Viết các số tròn trăm từ 9300 đến 9900. Số lớn nhất là 9300. Tròn trăm là các số có 2 chữ số ở cuối cùng là chữ số 0. Vậy nó sẽ là có 9300, tiếp theo là 400, 300 đến 400, vậy là 9400. 400 rồi đến 500, vậy nó sẽ là 9500. Tiếp theo là 9600. 9700. 9800. 9900. Đấy. Người ta bảo viết đến 9900, vậy đến 9900 thì dừng lại. Hết. Đây là các số tròn trăm. Chúng ta thấy số tròn trăm có 2 chữ số ở cuối cùng là chữ số 0, đúng không? Còn số còn tròn nghìn thì có 3 chữ số 0 ở cuối cùng. Tiếp theo bài số 3. Viết các số tròn trục từ 9940 đến 9990. 9940 đến 9990. Tròn trục ta có 4 trục chính là 40, đúng không? 50 chính là 5 trục. Vậy ta có 40 rồi đến 50, ta có 9950. 9960. 9970. 9980. Và số cuối cùng người ta yêu cầu là 9990. Và đây là các số tròn trục. Các số tròn trục thì sẽ có một chữ số 0 ở cuối cùng. Chú ý. Tiếp theo bài số 4. Viết các số từ 9995 đến 10000. Bắt đầu từ 9995. 95 rồi đến 96, vậy là 9996. 96 rồi đến 97, như vậy là 9997. 9998. 9999. 9999 cộng 1 nữa nó sẽ là 10000. Dừng lại. Vậy người ta bảo yêu cầu viết từ 9999 đến 9995 đến 10000. Vậy ta viết đến 10000 rồi. Đấy. Chúng ta sẽ làm tiếp bài số 5. Trang 97. Viết số liền trước, số liền sau của mỗi số.
ta có số 2665. Ta viết số liền trước đằng sau của nó. Số liền trước của nó sẽ là số nhỏ hơn nó một đơn vị, số liền sau của nó chính là số lớn hơn nó một đơn vị. Như vậy, muốn tìm số liền trước ta lấy số đó trừ đi 1, muốn tìm số liền sau ta lấy số đó cộng thêm 1. Vậy thì 2665, 65 trừ 1 là 64. Vậy số liền trước của 2665 sẽ là 2664. Và sau 2665 sẽ là 65 cộng 1 là 66. Vậy sau số 2665 là 2666. Đấy. Số liền sau sẽ là số cộng lớn hơn nó một đơn vị, liền trước bớt đi một đơn vị. Vậy thì muốn tìm số liền trước ta trừ 1, muốn tìm số liền sau ta lấy số đó cộng thêm 1. Tiếp theo số 2002. Vậy thì số liền sau của nó sẽ là cộng thêm 1 là 2003. Trừ đi 1 đi, 2 trừ 1 bằng 1 thì nó sẽ là 2001. Tiếp theo số 1999. 99 trừ 1 sẽ là 98. Như vậy số liền trước của 1999 sẽ là 1998. Sau 1999 là 1999 cộng 1. 1999 cộng 1. 9 cộng 1 là 10, với 0 nhớ 1. 9 thêm 1 là 10, với 0 nhớ 1. 9 thêm 1 là 10, với 0 nhớ 1. 1 thêm 1 là 2, sẽ là 2000. Đấy, nếu chúng ta không tính nhầm được, chúng ta đã tính là tính. Tiếp theo 9999. Thì số liền trước 9999 sẽ là 99 trừ 1 là 98. Vậy nó sẽ là 9998. Và 9999, 9000 rồi, đúng không? 999 cộng 1 nó sẽ là 10000. 999 cộng 1 nó sẽ là 1000. 1000 cộng với 9000 đến trước nó sẽ là 10000. Vậy sau 9999 sẽ là 10000. Đấy. Nếu không chúng ta sẽ đặt tính ra. Đặt tính cho chúng ta thấy luôn, đúng không? 9 cộng 1 là 10 với 0 nhớ 1. 9 thêm 1 là 10 với 0 nhớ 1. 9 thêm 1 là 10 với 0 nhớ 1. 9 thêm 1 là 10. Và 10000. Tiếp theo 6890. Số liền trước của nó sẽ là ta lấy 90 trừ 1 sẽ bằng 89. Và số liền trước của nó sẽ là 6889. Sau của nó 90 cộng 1 là 91. Vậy sau của nó sẽ là 6891. Các số này là sau, các số đứng trước này là liền trước. Liền trước là số đứng trước nó trong dãy tia số. Nhỏ hơn, liền sau là lớn hơn, đứng sau. Vậy luôn luôn nhớ, muốn tìm số liền trước ta sẽ lấy số đó trừ đi 1. Muốn tìm số liền sau ta sẽ lấy số đó cộng thêm 1. Bài số 6. Viết số thích hợp vào mỗi và dưới mỗi vạch. 9990, 9991, ta lấy 90 cộng 1 sẽ bằng 91. Như vậy, số sau sẽ hơn số trước 1 đơn vị. Như vậy, muốn tìm số sau ta chỉ việc lấy số trước cộng 1 thôi. Vậy 91 rồi đến 92, 92 đến 93. Vậy cái này rất đơn giản đúng không? Vậy ta sẽ có. Tiếp theo, cái chỗ này ta sẽ điền 9992. Đây là 9993, 9994, 9995, 9996, 9997, 9998, 9999. Và số này là số 10.000.